Dạ vâng, cửa hàng nuôi cơ Huy Hòa xin kính chào toàn thể các anh quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8 xã Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Vâng, và cửa hàng chúng em thì có nhận ship code toàn quốc nhé. Hôm nay thì cửa hàng chúng em lên cho các bác xem một máy cơ xích Estin 021. Dòng này là dòng bãi Đức các bác nhé, dòng bãi Đức. Đây, tem mác của nó là chuẩn Made in Germany này. Máy móc tình trạng thì nguyên zin nguyên bản. Con này là hàng bãi Đức, sản xuất và tiêu thụ tại Nhật và nhập về theo Việt Nam là đường hàng bãi các bác nhé. Bởi vì đây các bác nhìn phân biệt của nó là nhìn chữ tem này của nó này, tem hướng dẫn sử dụng của nó thì toàn là tiếng Nhật thì các bác nhé. Đó, còn dán trực tiếp trên tem trên máy luôn. Máy móc thì có sao thì nhập về như thế nào thì em cửa hàng chúng em sẽ để yên như thế bán vậy. Đó, con này được tích hợp của nó là lam 45 phân, mặt cắt 40 phân các bác nhé. Tích hợp cho nó là lam xích chung 91, lam là lam nhông các bác nhá, lam nhông. Nhưng mà lam thì chưa hề có hiện tượng bị tòe đầu hay là móp méo gì cả. Nguyên zin nguyên bản của nó. Đây, Made in Germany này. Đó, còn về phần ốp lam được vặn trực tiếp bằng hai con ốc khóa 19 và phần tăng xích là ở phần bên này các bác nhá. Đó, đây là con ốc để tăng xích, các bác muốn tăng giảm xích thì các bác vặn nới con ốc này ra. Về mặt tiền của nó đây. Mặt tiền của nó bô biết thì nguyên zin nguyên bản nhá. Dập nổi Estin ở phần trên bô luôn. Đây là mã số của khung máy các bác nhá. Đây, mã số của khung máy. Đó, 12567093. Đấy, đây là thông số của máy. Các bác nào mà đặt hàng của bên em thì các bác nhớ ví dụ các bác đặt con này thì các bác hãy nhớ lấy cái số máy này, rồi hàng tới các bác check xem là có đúng máy các bác đặt không nhắc bác nhá. Nói chung là cửa hàng chúng em thì khi các bác đặt con nào thì cửa hàng chúng em sẽ gửi y như con đó này, các bác hoàn toàn yên tâm, không cần phải lan tan gì cái việc đấy cả. Con này được sử dụng thắng xích thì còn sử dụng đầy đủ nguyên. Đó, hệ này là hệ không có trục giật trợ lực các bác nhá. Đây, quay phần tổng thể nội thất của em nói cho các bác xem qua. Máy móc thì em đã cũng đã dọn rửa cũng như là căn chỉnh tất cả ngon lành rồi. Các bác cực kỳ đẹp các bác nhá. Đó, máy móc thì không còn một tí gọi như là vết bẩn gì cả. Tất cả đều đẹp các bác nhá. Đó, từ bô e lọc gió này đến bộ chế hòa khí đến tổng thể của phần máy móc luôn. Con này thì đảm bảo cho các bác là nguyên zin nguyên bản 100%, chưa hề bung chạm máy móc gì cả. Đảm bảo cho các bác là máy móc còn như thế nào là còn giữ yên như thế. Nên là các bác hoàn toàn yên tâm. Và các bác muốn đặt hàng thì liên hệ ngay qua cho em là số điện thoại 0354392929. Các bác đã sử dụng Zalo thì kết bạn qua Zalo cho em thì em sẽ gửi. Các bác cần tham khảo thêm thì nhắn tin hoặc là liên hệ trực tiếp của em sử dụng Zalo cũng là số đó luôn. Đó, tắt nổ luôn cho con này cho các bác nghe qua tiếng máy nhé. Máy móc thì em đã căn chỉnh cũng do nổ tất cả ngon lành rồi. Các bác chỉ cần việc về xài và sử dụng thôi. Nóng hơi thì đảm bảo cho các bác là còn chắc chắn nguyên các bác nhá. Đó, nóng hơi thì còn cứng nguyên này, cực kỳ cứng các bác nhá. Đó. Và hệ này thì cửa hàng chúng em bán với giá là 3.800.000. 3.800.000 miễn phí ship toàn quốc cho các bác. Và tặng kèm cho các bác là bộ 3 phụ kiện là gồm một típ mổ buji, một chiếc rũa và một tô vít chỉnh. Đó, giá chỉ 3.800.000, 3.800.000 các bác nhá. Đó, các bác nào ưng ý thì liên hệ ngay qua cho em để đặt hàng. Còn các bác nào mà chưa ưng ý con này thì hãy đăng ký kênh cũng như là bật chuông thông báo. Thì cửa hàng chúng em thì cứ ngày nào cũng có lên mấy video về từng loại máy một. Thì sẽ có thông báo ở trên điện thoại cho các bác để các bác vào tham khảo cũng như là tìm cho mình những dòng sản phẩm máy móc mà vừa mình nhất các bác nha. Rồi em chào các bác, hẹn các bác video sau.